Chúng ta xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường, rồi, chào anh Quyền Linh và chào khán giả ạ. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Em thì đang làm nhân viên kinh doanh chi nhánh Viettel ở Gò Vấp ạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. 24 tuổi. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai ngày hôm nay. Mời bạn. Chào bạn. Chào, đâu sách quà dữ vậy. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là gì? Dạ, em tên Bình. Bình? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em là kỹ thuật quyền quản lý của công ty in. Trời ơi, 25 tuổi sao nghe cái giọng giống như 55 tuổi vậy? Dạ, quê em Sóc Trăng nên cái này là bánh bía anh. À, bánh bía hả? Dạ. Ăn được không? Ăn liền nha. Rồi, bạn này có bánh bía nha. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang ạ. Đó, thấy chưa, tôi nhìn cái mặt này là biết mặt miền Tây luôn. Ôi, xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ, có một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay chắc cũng gần 2 năm rồi ạ. Suốt 2 năm nay là mình không quen ai hết. Dạ. Lý do tại sao? Chắc mất niềm tin đàn ông á chị. Không có tin ai. Bậy, bậy, bậy. Sao lại mất? Ai làm gì em mà em mất? Tại thấy trai không có chung thủy. Em muốn trai chung thủy cơ. Quơ đũa cá nóng nha. Ai làm em mất lòng tin, nói nghe coi. Dạ, thấy bạn bè mọi người xung quanh đều vậy. Thấy có người yêu cũng tia tia cô này cô kia mà em ghen lắm. Em ghen chúa luôn. Ghen chúa luôn, ghen sao, ghen cỡ nào lắm. Thử ra có bằng chị không? Em như người yêu em mà có em nuôi là em ghen à. Chị cũng vậy luôn, cái gì mà nuôi mà không ăn. Trời, tôi ghét nhất cái gì mà nuôi á. Trời ơi trời. Em nuôi, anh nuôi, con nuôi, mệt. Nuôi gì con, mình nuôi chưa xong nuôi con người ta, đúng không? Em mình tại sao không nuôi đi nuôi em ta, đúng không? Em còn chưa nuôi nữa. Đúng rồi, đồng ý với em quan điểm đó. Chị hỏi Bình em là người đàn ông có lăng nhăng hay không? Dạ, em không có vậy. Chắc anh thấy phụ nữ đẹp em có nhìn không? Dạ có nhìn đương nhiên. Có chớp chớp mắt không? Mỏi rồi phải mới chớp vậy. Có em nuôi không? Dạ không, em có em nuôi. Em đừng có em nuôi gì trơn nha. Bình là tí quê lên thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 13 năm rồi anh. 13 năm lên thành phố rồi. Dạ. Đầu tiên làm gì Bình? Dạ, hồi trước thì em lên thì cũng là làm in này đó anh. Lúc đó em 13 tuổi. Tức là 13 tuổi đã mưu sinh rồi. Dạ. Đến bây giờ 25 tuổi làm quản lý rồi hả? Tại vì hồi nhỏ thì gia đình mình cũng khó khăn. Nên càng lớn thì nói chung mình cũng phải biết tự lập cho bản thân mình đi. Anh chị ai cũng có gia đình hết. Bây giờ có đủ cơ sở vật chất để cưới vợ chưa? Dạ đủ anh. Đủ rồi, thấy chưa? 13 tuổi làm tới giờ đủ lấy vợ rồi nha. Nãy giờ nghe hết rồi cái gì? Dạ nghe. Giờ tới phiên mình. Bạn có sở trường gì? Em thì em biết nấu ăn. Em cũng hay hát. Em thích hát. Hát thử khúc đi. Em sẽ hát bài Tình Yêu Màu Nắng. Rồi. Dạ. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Trời ơi, hay quá trời luôn. Hay không quý vị? Quá ngọt ngào và nhẹ nhàng. Có cái gì điểm yếu không? Sở đoản không? Dạ, em yếu thì chắc cũng nhiều. Ví dụ? Ví dụ như em chạy xe yếu lắm chị, hay té lắm. Thôi đừng chạy, mai mốt có người chạy chở dạ, mình đi. Dạ, nên em tìm tài xế rồi chị. Đúng rồi. Nói thật sự đó, giờ lên thành phố có người yêu chưa? Dạ, hai người. Chia tay nhau mấy năm thì hết nhớ, hết nhung. Dạ, chia tay nay được 2 năm anh. Bây giờ mình muốn tìm một người phụ nữ cho mình như thế nào? Người nữ thì giỏi giang công việc này nọ, biết trên biết dưới với người lớn. Mình có đòi hỏi gì ở người bạn trai của mình không? Dạ, bạn trai của em thì ngoại hình thì phải cao khoảng 1m7 trở lên chị. Phải nam tính mạnh mẽ, có cơ bắp xíu. Trời, này cơ bắp dữ rồi nha. Không, anh ơi. Dạ, giống như David Beckham vậy đó. Trời đất ơi. Nhưng mà đừng có râu chị. Em đòi nam tính mà em lại muốn không có râu. Ừ. Có ít thôi chị. Nhiều quá nhìn không sợ. Thấy cơ bắp lại em. Mới sợ nhiều râu sợ gì? Vậy đó, qua cho ta nhìn coi có sợ không. Anh là nhiều râu sợ không? Dạ không. Để râu để cho nó ra dễ đàn ông, để râu để biết đàn ông và đàn bà chứ. Không có râu nhìn nó kỳ lắm. Mới cạo sạch anh. Có râu mà cạo là được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa, yêu cầu gì nữa? Phải biết chiều em anh. Chiều? Dạ em hơi khó chiều xíu. Dễ mà. Chị phụ nữ dễ lắm, còn gì nữa?
làm tài xế cho em là được rồi. Em chạy xe ẩu. Không được nha, không được chạy ẩu nha. Dạ. Phải an toàn nha, khi tham gia giao thông phải đúng luật lệ ha. Không như mà dễ thương. Anh này cũng dễ thương lắm. Em với anh này mà quen nhau em quay ảnh như dế được. Anh thấy là như vậy, dễ thương lắm. Em thích chị anh. Thích vậy hả? À, được đó nha. Dễ thương lắm. Bự hơn em chút. Cao trên 1m7 có cơ bắp. Chào chị Cát Tường. Thôi rồi con chi đâu em ơi. Có còn lại trắng dư âm thôi. Nói chung là về nuôi một mớ cũng được. Cao nhiêu? Dạ 1m7 chị. Đâu đứng lên coi. Có ăn vàng không? Không chị ơi. Mặt này ngộ ngộ ta. Rung nó đang rung á. Đừng có ghẹo ta, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Em nhìn hình thẳng chị Cát Tường nói chuyện rồi, đừng có rung. Cái này mình cải thiện bao lâu em? Tập thì nhanh thôi chị. Chứ không có tập rồi. Giờ khoảng 3 tháng được. Tập rồi luôn rồi đó hả? Nhưng tại vì công việc nhiều quá, không có thời gian. Sao mà nó mong manh như lá lúa vậy? Chưa thấy bà Mai nào mà. Ủa? Sàm sở. Cũng phải kiểm tra chứ. Làm như mình rờ, nó tùm lum lá chính ngột. Cười quá. Qua tôi rờ bả nè. Quyền kiểm tra. Có yêu cầu gì bạn nữ không? Có cái chuẩn nào không? Em chứ không có cái chuẩn nào. Thì ngoại hình giống Diệp Lâm Anh được rồi chị. Quay lại mình đi nha. Quay lại mình đi. Hôm nay em đến đây với ai? Có người nào, người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có mẹ em đi theo với em à. Có mẹ luôn hả? Mẹ đâu? Dạ chào cô. Cô thấy bạn Bình bên kia cái body sao cô? Cũng được được. Cũng được được. Cô đánh giá hai thằng này thằng nào được? Được hết. Được hết. Theo cô có yêu cầu gì ở con rể tương lai mình không? Biết làm ăn, biết lo cho gia đình. Dạ. À, biết ông bà cha mẹ, biết lo cho vợ con là được rồi. Nói thì vừa nói gì với má vợ đi. Má vợ tương lai nói câu đi. Nói bác làm sao đó, nói đi. Bác ơi con sẽ làm được điều đó. Nói được là phải làm được nha. Rồi mình có bạn bè gia đình gì đi theo không? Dạ có mẹ em với bạn em. À có mẹ nữa, hay quá. Dạ chào cô. Nhà gái nhận xét bên đàn trai, mình đàn trai mình nhận xét đàn gái. Cô thấy sao cô? Dạ thấy cũng được. Dễ thương. Dạ. Nói gì với đó, nói gì đi. Dạ con chào bác ạ. Bữa nay sẵn có bên đàn gái cô nói viên tiếng bên đây cô. Mình đàn trai mình nói bằng đàn gái trước đi nói. Dạ chị cho hai đứa nó tìm hiểu để tương lai sau này hai đứa nó tiến tới được không chị? Tùy hai đứa. Rồi cảm ơn bên trai và bên đàn gái tương lai. Thôi bây giờ em thấy vậy nè anh Linh ơi. Hả? Em thấy là bây giờ hôm nay là đàn trai đàn gái có đủ hết trơn rồi. Mình cũng không cần mai mối gì nhiều. Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để nói chuyện với nhau. Trời. 2 phút bắt đầu. Tặng bánh. Anh có quà tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Đó đập sáng chân. Nhìn thấy anh em có nghĩ là cái người trong mộng hay là lý tưởng gì đó của em chưa? Nhìn anh không có giống David Beckham. David Beckham là râu nhiều á. Nhưng mà David Beckham phiên bản không râu. Anh nè. Anh làm tài xế cho em được không? Được em. Anh thích chở ai sao? Tại vì yêu của anh sao mới lâu nay đóng bụi dữ lắm. Biết cách quá ha. Khi mà người yêu anh giận anh làm gì nên ta hết giận. Nhưng mà không phải lỗi của anh thì sao? Tại vì trong cái cuộc cãi vã nào có một cái người đúng một người sai. Nếu mà em sai anh đúng thì cũng khó khăn nên anh sai cho em đúng đi. Được đó anh. Như là em có về Thất Chân chơi chưa? Em chưa về bao giờ anh. Lần chắc anh dắt em đi. Ok. Tết nha. Dạ. Sao tương lai sao? Tương lai sao nè, mà em có chuẩn bị sắp kết hôn chưa? Dạ em cũng nôn lắm. Anh thì nay cũng lớn rồi, có những gia đình cũng hối thúc nhiều. Nhưng mà mình công việc mình nhiều đòi hỏi nên mình chưa nghĩ tới cái vấn đề đó nhiều. Nhưng mà khi gặp em thì khi suy nghĩ khi chuyển biến. Mới gặp chút chuyển biến liền ha. Rồi tìm đi xét đánh hết. Rồi giờ bạn nói một câu gì tỏ tình với bạn gái đi. Hay là đó hồi nãy bạn gái có hát rồi đó, bạn hát hò nhảy múa gì không?
Có, em hát luôn. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Hết giờ. Chúng ta chuẩn bị đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò, bạn để tay vào nút bấm đi. Có 3 tiếng đếm để các bạn quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1 Hết thời gian. Em cảm nhận giọng hát tỏ tình của bạn trai thế nào? Nó cũng hơi cũng thấm lắm chị. Thấm, thấm hả? Chị cũng thấy thấm nữa. Cặp đôi này không có sợ thất nghiệp, không có sợ nghèo đâu. Ai hát cũng hay hết. Không mà hai người hợp lắm á. Nắm tay thử cái cảm nhận lần đầu tiên thế nào? Ông này ông nói 1m7, ông ăn gian chắc luôn nè. Ông cũng 1m7 đó. Nắm tay thử. Trời ơi, nắm rồi hả? Lẹ lắm. Thấm mà nắm chặt luôn. Nói mà làm liền. Hả? Hốt liền vậy đó hả? Yeah. Chúc các bạn sẽ có một cái thời gian lãng mạn bên nhau, tìm hiểu nhau với cái vé xem phim của chương trình. Dạ, cảm ơn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng hai bạn. Ta có thể dắt nhau đi xem phim.